Và rồi một thời gian vật lộn cuối cùng cũng đưa được cụ trâu lên đây thì mớ trâu nghé nè, nghé thì quá trời nghé luôn, đèn con nữa đây thì cụ trâu khủng nên nó nằm cái nhánh quá cao với lại cái hố quá sâu nên là đã mé xuống, đã bị hư mấy cái lá. Đây cô chú anh chị anh xem, thân thì nói chung là quá khủng rồi, giàn rễ thì vẫn còn bám ok đây, rồi giàn rễ vẫn còn bám ok trong đây, Chế luôn rễ quá nhiều đây, giàn rễ bám quá nhiều thì cây lớn thì thân nó qua tới đây nè, nói chung hàng rừng phải có hư hao rồi. Đây cô chú anh chị mình xem nè, đó nó qua tới đây rồi nè, hàng nói chung là cây cũng rất là khủng, mà tiếc một cái là mùa này nó héo với lại độ cao quá, lại bữa nay không có đem dây dù nên là các cái nhánh rớt xuống nó cũng không có được còn cho nguyên vẹn chắc chắn. Để cô chú anh chị anh xem, nói chung là trâu thì con này thể loại này nó quá khủng rồi, thằng nó quá lớn. Đây thì đây cũng con trâu nghé nè, trong túi chắc em cũng thì là một đống trâu trâu con luôn à, bốn con sáu nghé quá trời nghé luôn, bốn con thử gì quá ha sáu nghé quá trời nghé, nó phát tán nó mọc ở trong trên đây một thì chậu bốn con nên quá trời quá trồng đất trái luôn, được trồng lúa được nghé con quá chừng đây nữa nè, còn lu bù luôn, đây lu bù lu khú hết, rầu rớt ở đâu hết mấy con nữa đâu, ở dưới cái hố này nó dùng, dưới cái hố này nó rất là sâu, ở mới dưới cái hố này bò lên rất là mệt.